Anh ấy lên mảng gốc của tình mà không bị tiền nhạt vào. Anh ấy làm lại số điện thoại 0708-22-799. Anh Thuận đến em. Em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận là bản ca và bản đồng một số khách quen thuộc của Thuận là nhiều năm qua. Bảo vệ nắm cũng rất là ok. Ngoài ra, bạn chỉ cần ghép bạn sửa lọc bỏ tách ra và bạn tất cả các loại tiếng chim di cư mới trong 5 tháng. Xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh để xem như vậy. Đồng thời anh em cần nhận thêm ý kiến để em phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708-22-799 gặp anh em để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này họ đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo vệ đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ anh hề và bán tất cả các loại tiếng chim di cư theo 5 tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh để xem vậy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. À.